Vai, vai. Vai. Đấy. À. Đây nha, hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm thử khui thùng cái em nồi cơm điện mình mới vừa mua ở điện máy chợ lớn. Thì trước đây thì mình hay nhà mình sử dụng cái nồi cơm điện, nói chung cũng là dạng cơ bản đơn giản thôi. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng qua cái thử trải nghiệm một lần về cái em nồi dạng giống như mình nghe tư vấn là giống như là điện từ hay sao á, thì nói chung là cái này mình là khách hàng trải nghiệm nha. Hôm nay mình sẽ thử xem coi cái em này nó như thế nào. Ê, cái gì ma 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 mô ma ma gì đó không biết nữa. Đây. Ai. Nói chung là thì trước tiên thì mình thấy cái độ nặng tay của em này cũng khá là ok đó nha. Rồi bây giờ mình xem coi cái em này nó sẽ có cái gì nha. Nói chung là đây là sự trải nghiệm lần đầu tiên mà mình cảm nhận để chia sẻ cho tất cả các chị em mình nào là nội trợ, mình sẽ tham khảo thử nấu cái nồi này nó có khác gì với cái em nồi cơm đơn giản thông thường phổ thông trước đó của mình hay không. Nồi cơm hôm nay thì mình sẽ chuyển qua cái nồi này sẽ là nồi dạng như là điện tử nha. Thì trên bề mặt thì mình sẽ thấy là cái em này nói chung là hãng gì mình không biết, nhưng mà để là công nghệ gia nhiệt đa chiều 360 độ. Đấy. Rồi, thiết kế thì nói chung là mình thấy đầu tiên là nặng nè, bóng nè. Đây là có cái nút cái nút này thì là cái nút mở nha. Rồi, bên trên thì sẽ có một cái bàn phím. Bàn phím này là hình như mình thấy bàn phím cơ nha, không phải cảm ứng nha. Đây. Giữ ấm nè, khẩu vị giờ, hẹn giờ, phút chức năng. Bắt đầu. Rồi, bây giờ mình sẽ thử bên trong nha. Hình như là mình thấy có cái phần ngoài. Chắc là mình nghĩ là phần này là hình như phần để cái hơi nước lên hay sao á. Rồi, để xuống thử nha. Tiếp theo, đây. Ồ, nói chung là mình thấy cũng đây là cái khay này là khay hình như là khay để hấp thức ăn hay là hấp cơm gì đó. Rồi, tiếp theo thì đây là phần phần dây điện. Dây điện thì nói chung mình thấy cũng chắc chắn. Nói chung là điện gia dụng thì thường đa số mình hay mua ở điện máy chợ lớn. Vì nói chung là mình rất là tin tưởng cái nơi đó. Đây đầu tiên mình trồng. Đây là cái nồi. Theo mình thì cái nồi này mình thấy nó rất là dày, có cái chất chống dính nha. Đa số thì hình như là nồi điện bây giờ đều là chống dính hết, nên chị em nào mà có dở về nội trợ không biết nấu cơm nhưng vẫn đảm bảo được cái vấn đề là không bị khê, không bị khét nha. Rồi, bên trong thì nồi này có một cái vân nhẹ nhẹ. Hình như là nồi này mình thấy là 1 lít 8 á nha cả nhà. 1 lít 8. Đây, bên dưới của nồi. Thì cái nồi này nếu như theo mình cầm chắc cầm tầm chắc cỡ kg á, ký. Đây, rồi tiếp theo. Được đi kèm được tặng kèm là hai cái một cái muỗng với cơm và một cái này một cái giá múc canh hay sao á. Rồi, đây là cái để lườn rạo hay sao á. Đi kèm đó là một cái hướng dẫn sử dụng. Cái nồi cơm này là mình thấy có để nè nha cả nhà. Nồi cơm điện cao tầng 1 lít 8 Sunhao model SHD 8959 gì đó. Nói chung là chị em mình sẽ tham khảo nha. Cái này còn về tí xíu mình sẽ về nấu nữa xem sao. Bên trong thì nói chung là tiếng Anh không biết đọc. Rồi bỏ qua đi nha. Rồi, tiếp theo. Đây mình sẽ quay cận cảnh vào bên trong cái chiếc nồi như thế nào. Đây. Thì nếu như mà theo mình biết á, thì bạn ấy tư vấn cho mình là cái nồi cơm điện này là dạng nấu đa tầng á, thì phần nóng nó sẽ đi khắp đều hết cái vùng của nồi cơm. Không như lúc trước cái nồi cơm trước của mình á, thì mình sẽ nấu thường đa số nó phần dưới đáy nha. Nhưng mà nồi cơm này hình như là mình nghe bạn ấy bảo là nấu nó sẽ nóng hết tất cả các phần nhiệt ở đây. Nó sẽ đảm bảo được cái sự nở của cơm nè, với lại giúp cho cái hạt cơm nó được mềm mại hơn và giữ nhiệt nó được lâu hơn á. Đây. Rồi tiếp theo thì mình sẽ ở bên trên của cái đây nồi cơm sẽ có phần này là hình như là phần ron nè, phần ron để đảm bảo được cái độ kín của cái nồi nè, phần này khe hở nước. Phần này thì nói chung là tương đối cũng không, hình như đa số phần này thì mình thấy nó cũng không có dày mấy nha. Đây. Rồi nồi cơm thì đa số thường thì nó sẽ có chức năng nấu. Chức năng nấu rồi nếu như chị em nào mình thích nấu gì cái gì thì mình sẽ chỉnh cái đó. Đây mình sẽ đậy lại, mình sẽ bấm thử cái độ nhạy của cái em này như thế nào. Cũng khá là nhạy luôn, bóng. Rồi mình sẽ khám phá thêm một xíu nữa. Đây mình sẽ quay toàn diện nha.
À, mình phát hiện cái nồi này rất là ok là phần gì không? Cái phần đây là phần kim loại, nó sẽ được bao bọc bởi cái phần thân của cái nồi cơm này ha, cái lò nồi cơm này. À, nồi cơm điện cao tầng. À, cái phần này thì nó rất là bóng nha. À, kim loại hình như là chắc mình nghĩ bằng inox hay là như thế nào, nói chung là cũng không gần nữa đây. Rồi, mình sẽ dỡ phần đít lên xem sao nha. Đã khám phá thì mình sẽ khám phá cho chót nha. Rồi. À, phần dưới đít cái đáy của nồi thì nó sẽ có, mình thấy nó làm nhô những cái chân này này, chắc là mình nghĩ là phần dưới này nó sẽ có cái hai cái có một cái quạt tản nhiệt này nha, quạt tản nhiệt nè. Rồi còn phần này thì mình không biết. Đây, chắc mình nghĩ là khi mà để hỏng lên như thế này sẽ tản nhiệt, giúp cho cái nồi cơm của mình sẽ được mát hơn và được, nói chung là nó không bị khét, không bị khê đó, mình sẽ ghim cả ngày. Còn về chất lượng thì như thế nào thì nói chung là mình cần phải để sự trải nghiệm thời gian lâu dài nha. Còn về nấu cơm ngon hay không thì mình sẽ tiếp theo sẽ nấu thử cho chị em mình xem. Rồi, bắt đầu mình sẽ nấu thử nha. Tua 2 cuốn. Rồi thì bây giờ mình nấu hai lon gạo thử nha. Thì gạo thì mình cũng vo sạch nhẹ nhàng như thông thường thôi. Đối với gạo này thì nói chung là mình ở nhà mình thì mình không có vo quá nhiều nước, nói chung vừa sạch vừa ấy là được rồi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lấy nước lọc, mình sẽ đổ vào nha. Nói chung là nước thì mình đo lường theo thông thường thì ở nhà mình ăn gạo như thế nào, mình đo ít hay nhiều đó là phụ thuộc vào cái về phần gạo nữa nha. Rồi thì bây giờ sau khi vo xong thì mình sẽ thử nha. Đó, đổ vào đây. Mình xem coi cái thời gian nấu của em này và cái tính chất cơm bên trong nó sẽ ngon hơn cái nồi cơ bản hay không. À, thông thường thì cái nồi cơm cơ bản của mình trước thì chỉ cần ghim điện sau đó ấn nút xuống rồi là nấu đúng không? Nhưng cái em này thì nó sẽ hơi khác hơn một xíu, là mình ghim điện lên nó sẽ có hàng đỏ như thế này. Bây giờ mình cũng là người trải nghiệm đầu tiên thôi, mình sẽ bấm chắc là chức năng quá. À đúng rồi, chức năng. À, thì có sẽ là chức năng tiêu chuẩn cơm dẻo, cơm thơm, ngọt, tùy theo chị em mình sẽ lựa chọn, mình sẽ bấm thử cái chức năng tiếp theo nó như thế nào nha. Hay nấu thường, nấu nhanh, cơm ngũ cốc, cháo nguyên hạt, là nó sẽ có cái chức năng để mình lựa chọn. À, mình nấu cái nào thì mình sẽ lựa chọn vào đây và thời gian nó sẽ tự nhảy lên. À, cháo nhừ, súp, hấp gì đó. Nếu như chị em mình không biết canh bao nhiêu thì mình sẽ tự động có những chức năng đây, hấp cháo trẻ em, làm bánh hâm nóng thôi, thì mình sẽ nấu bình thường nha. Nấu bình thường nó sẽ nhảy lên cái phần tiêu chuẩn. Rồi. À, sau đó mình chỉ cần bấm tiếp theo mình sẽ thử nha, thử cái khẩu vị nè, bấm xuống nút giữ ấm hủy rồi khẩu vị cơm dẻo tiêu chuẩn. À thì đây, khi mà mình nấu chức năng nấu vào nấu thường thì cái khẩu vị là nó sẽ hiện lên phần cơm dẻo, cơm ngọt, cơm niêu. À đó, thì bây giờ mình cái của mình là mình nấu ở ST, gạo ST thì mình có thể là nấu về tiêu chuẩn đầu tiên đi. À, mình nấu phần tiêu chuẩn ha. Rồi, cái giờ này thì nếu như mà mình để dành, mình nghĩ chắc là để mình bấm thử nha. Cái này chắc là không biết nó phần gì, không biết. Rồi, hẹn giờ. À, hẹn giờ là phần hẹn mình hẹn bao nhiêu giờ á. Rồi, đây phút, chỉnh phút. À, giờ nói chung là nó vô nhiều thứ quá. Thôi thì mình sẽ quay lại chức năng nha. Nấu nhanh. Nấu súp. Hấp. Thôi, bây giờ mình không biết bấm trở lại thôi, mình bấm về bắt đầu. À, không phải. Đấy, chức năng. À mình thấy cái này phần, nếu như mà mình bấm lỡ mình không biết đường thoát ra thì mình bấm về cái giữ giữ ấm hủy này, mình bấm về tiêu chuẩn nấu thường nha. Rồi nói chung này, cái này thì lần đầu tiên mình cũng trải nghiệm thôi, thì theo mình thì mình cũng không gườm gà gì quá, thì mình chỉ cần, nếu như chị em nào mà đa số mình nấu những cái nồi trước á mà mình không biết sử dụng cái này nhiều quá thì mình sẽ bấm chỉ cần chức năng nó nhảy lên tiêu chuẩn, rồi là nấu thường thì bấm lúc lúc này là mình bấm ok, xong mình chỉ cần bấm bắt đầu đó, tự động nha, thời gian sẽ tự động nấu của nồi cơm. Thông thường thì mình nghe bạn ấy tư vấn bảo là nồi này nấu có thể là tầm dao động vào 45 phút hay sao á, nói chung là hơn nửa tiếng. Còn thông thường nồi cơ bản trước á thì hình như là mình thấy
À, những cái nồi cơ á, thì đóng nấu thường thường như là tầm khoảng 20 30 phút hay sao á, nhanh hơn cái nồi này nha. Nhưng mà nghe bạn ấy bảo là nồi này khi mình nấu ở nhiệt độ thứ nhất là vừa vừa với lại mà thời gian dài như vậy nó giúp cái hạt cơm mình được nở đều hơn và nó sẽ mềm xốp dẻo hơn. Thì nói chung là kết quả sau 45 phút mình sẽ thử nha. Rồi sau thời gian 45 phút chờ đợi nấu nồi cơm cũng gọi xong cái đầu tóc rồi, bây giờ mình quay lại kiểm tra coi phần cơm nó đã chín chưa. Và đây trên thân bây giờ nó chuyển qua cái chế độ giữ ấm rồi nè cả nhà. Đấy xong nha, bắt đầu mình sẽ bật lên xem thử nha. Đó. À, thì hình như là mình thấy cái phần nước nó cũng đọng ở đây khá là nhiều luôn á, nhưng mà không biết là nó chảy đi đâu, tí xíu mình sẽ khám phá cái phần này nha. Rồi bắt đầu mình sẽ xới cơm thử nha. Đây phần cơm thì nói chung thì mình thấy nó cũng tơi cũng xốp, không dính phần đấy. Còn về cái độ ngon thì mình phải ăn thử mới biết nha. Nhưng mình thấy cơm thì nói chung nó cũng khá là mềm rồi đó. Bây giờ mình sẽ bới ra chén thử cho nhà mình xem nha. Đây, hộp cơm thì nói chung nó cũng tơi, chắc là do lúc nãy mình không. Hạt cơm thì mình thấy nó rất là mềm, dẻo, tơi ra. Không biết là do lò này nấu như vậy hay là sao. Nói chung là mùi cũng giữ được cái hương thơm cũng là ngon. Nhưng mà mình không biết là đổ nước, do mình đổ nước nhiều hay là do nấu nó mềm như thế này. Nói chung mà nồi này nấu thì nói chung mình thấy cũng khá là ok đó, nên nói chung là lần đầu trải nghiệm này, thêm vài cái đùi gà cho nên sẽ ngon hơn. Rồi cảm ơn các chị em đã xem, mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình em nha. Đây, món gỏi lúc nãy mình vừa làm xong. Ngon đấy con. Là thịt gì vậy?